phải làm cho người ta thích đi đã. Cứ vào nó đã xem không trả lời, bắt đầu quay ra nghĩ trong đầu là gì, à, con này mất thời gian quá, tư vấn thế mà nó vẫn không mua. Bắt đầu quay sang mẹ nói chuyện trong group chị em, là nó sẽ có một cái group hội trang bon này. Bắt đầu khách của tao chuối quá, tao chỉ muốn bóp cổ giết nó thôi, kiểu như thế. Mình phải vào đấy, đúng không ạ, mình xem trong họ gặp phải tình huống gì. Có thể đâu đó, đúng không ạ, họ khó khăn về tài chính, có thể họ đang có vấn đề về gia đình, ví dụ như vợ chồng có trục trặc, con cái có vấn đề, họ có nhiều cái lo lắng, đúng không ạ. Mình thân thiết, mình giải tỏa với họ. Đấy, thì lúc sau ấy, nửa tháng sau, một tháng sau ấy, họ sẽ quay ra yêu quý mình. Và lúc đấy họ sẽ ủng hộ mình. Tôi nói với anh chị nhé, nếu ai đồng tình với tôi là việc bán hàng là dễ thì giơ tay ạ. Có một người đó ạ, và đúng là chị áo đỏ này bán hàng dễ thật. Ai đồng tình với tôi là bán hàng là dễ, giơ tay ạ, câu hỏi. Mọi người ở đây đều cho rằng là bán hàng là khó ạ. Tôi khẳng định với mọi người là bán hàng là dễ đấy ạ, nếu mọi người biết làm. Tôi khẳng định với mọi người bán hàng là dễ. Mọi người có kinh nghiệm, mọi người có hiểu về tâm lý khách hàng, họ hiểu về hành vi mua của họ, bán hàng là rất dễ. Hóa ra ở đây chỉ có tôi với chị Trang giơ tay là bán hàng là dễ thôi. Vâng, tôi nói với chị nghe, tôi thí dụ như này. Tuần trước tôi vừa đi giảng dạy cho tổng công ty xăng dầu khu vực 1 về xử lý khủng hoảng truyền thông. Một cái chuyên môn mà cũng gần gần với cái chuyên môn về marketing online này khác. Nhưng tôi chia sẻ rất thật lòng là thực tế là tôi chưa bao giờ đi dạy cái nội dung đó. Thế nhưng khi người ta mời tôi là tôi sẽ gì ạ? Nhận lời ngay. Nhưng gì tôi phải từ chối, bởi vì tôi tự tin, tôi đủ hiểu biết và đủ kỹ năng để làm được việc đó rất tốt. Cho nên là bây giờ kể cả ngày mai các bạn thuê tôi dạy kế toán thì tôi chịu thôi, nhưng còn cứ cái gì mà không phải thuộc số má kỹ thuật tôi dạy hết, vì tôi tự tin đến mức như thế thôi. Còn mỹ phẩm của các chị nhé, tôi hứa rằng là 30 phút tôi đọc hết các cái công dụng sản phẩm tôi bán ở mầm luôn, đúng không ạ? Tất cả các sản phẩm nó sẽ đều có một nguyên lý giống nhau về bán hàng, nó chỉ khác nhau về đối tượng hành vi mua, khác nhau về giá, khác nhau về cách tiếp cận, còn các nguyên lý của nó là giống nhau. Người bán ô tô có khác gì người bán mỹ phẩm đâu, người ta mua hàng cũng là để tiêu dùng. Vậy tôi hỏi một câu hỏi này, đây là một câu hỏi rất hay ạ. Khi người ta mua cái khoan nhá, đây là một câu hỏi trên mạng, tôi hỏi nhá, nếu ai trả lời đúng thì tôi sẽ tặng một phần quà, quà là quà của tôi nhé, không phải quà của chị Trang đâu. Tôi tặng riêng nhá, và ví dụ chưa có điều kiện này, cái phần quà nào được mời tôi nhé, chưa được mời tôi đi ăn trưa vào phần quà, nói vui thôi đừng lo. Bây giờ người ta bán cái khoan thì bạn tập trung nói về cái khoan hay là khách hàng cần một cái lỗ khoan ở trên tường? Câu hỏi rõ ràng chưa ạ? Nếu bạn là sale bán một cái khoan thì bạn sẽ tập trung thao thao bất tuyệt nói về cái khoan hay là bạn sẽ nói về cái lỗ khoan ở trên tường? Mời chị mic em ra đây, cầm mic đây, em chạy mic. Em mời chị. Em như này cùng toàn thể chị em trong hội thảo hệ thống trang bon này, theo em thì khách hàng sẽ khi mình sale bán một cái khoan, mình sẽ nói về cái vật liệu mà mình có thể khoan được từ cái khoan này. Thứ hai là mình có thể nói về cái lỗ khoan, ví dụ như khách hàng có thể hỏi về là khoan ở cái mục đích là để khoan vào cái gì, thì mình có thể trình bày với khách hàng, nói với khách hàng là mình có thể khoan vào những cái vật liệu và cái lỗ khoan đấy nó tròn hay là nó nghĩa là nếu mà phải giữ được cái hiện trạng ở khi mà bạn khoan lên tường thì là cái hiện trạng cái lỗ khoan nó phải tròn hay là nó phải giữ được không bị dịa mẻ đến xung quanh cái vật liệu đấy. Và sau đó khi mà chốt lại thì mình có thể nói đến cái khoan. Cái khoan của tôi, cái công dụng, cái tính năng của nó như thế này. Ok. Cảm ơn chị tên là gì ạ? Dạ, em là Lê Thị Hồng Nhật. Chị Nhật ạ, vâng, cảm ơn chị. Và chị sẽ nhận được một phần quà của tôi ạ.
xin một tràng pháo tay ạ. Hôm qua thì tôi cũng tiết lộ ạ. Các chị thấy rằng nhé, rất nhiều đại lý, rất nhiều sale bị sai lầm và bị rơi vào cái trạng thái này. Cứ thao thao bất tuyệt về sản phẩm của mình là tốt nhất, không hề quan tâm đến chuyện là khách hàng muốn gì. Các chị hiểu ý tôi không ạ? Tại vì sao? Tôi cũng đào tạo cho đại lý rồi, tôi biết. Tôi ngày nào, tuần nào tôi cũng đào tạo cho đại lý. Bây giờ mình cứ thao thao bất tuyệt về sản phẩm mà mình quên mất là họ cần gì. Người ta mua cái khoan bởi vì người ta cần một lỗ khoan. Còn nếu người ta không cần một lỗ khoan thì khoan của bạn có tốt đến đâu người ta cũng không mua. Hãy nói về nhu cầu của họ thay vì nói về sản phẩm của mình. Mình phải nắm bắt được, mình đừng có thao thao bất tuyệt mà mình hãy hỏi họ, hãy đặt câu hỏi để xem là họ cần gì. Đúng ạ, bởi vì sản phẩm của các chị, đúng ạ, ví dụ như là làm cho da trắng, đúng là họ quan tâm một làn da trắng mịn như sứ, thì hãy nói về điều đó. Hãy nói về điều đó, còn đừng nói về sản phẩm của mình vội. Cái lợi ích, nha, mình luôn nói về cái lợi ích của khách hàng. Khi mà mình chưa bao giờ nói xong cái việc đó thì đừng bao giờ nói dài. Các anh chị có đồng ý với tôi một cái quan điểm nữa là rất nhiều anh chị báo giá xong là khách không trả lời, đúng không? À, lại gật đầu là đúng rồi, bởi vì chùm về online đang ngồi đây, người ta đứng đây, nó hỏi giá đầu tiên tham gia bất ngờ sản phẩm thì tốt lắm, đúng không? Bao nhiêu? 700.000 gửi phát đã xem không trả lời, đúng không? Hoặc là báo giá qua điện thoại xong là bắt đầu thấy điện thoại hỏng, đúng không? Gọi không nghe nữa thì trả điện thoại hỏng. Điện thoại là dùng để nghe, thế mà gọi không nghe nữa thì có phải điện thoại hỏng không? Vì sao? Mình chưa nói về lợi ích của mình xong, đừng bao giờ hỏi. Nó hỏi giá, cứ lờ nó đi, không nói. Cần gì mình vội báo giá khi mà mình chưa thuyết phục được nó. Tôi nói anh chị nghe nhé, có một bà ấy bán cho tôi một cái máy lọc nước 30 triệu. Tôi nói anh chị, máy lọc nước 30 triệu là đắt hay rẻ? Là cực đắt luôn. Mà bà ấy chốt tôi đúng một câu, tức là bà ấy hỏi tôi là bị bệnh gì. Thế mình thành thật mình khai hết các bệnh ra. Thế xong bà ấy bảo là cái máy lọc nước này, cái nước này nó vào nó giải quyết được bệnh này, nó giải quyết được bệnh kia. Thế thì mình mua máy lọc nước hay là mình mua một giải pháp để chữa bệnh? Nếu mình mua máy lọc nước nha, Kangaroo Sunhouse 5 triệu hết đất, được chưa? Chuẩn chưa? Nó chốt tôi một cái máy lọc nước 30 triệu. Tôi thề về dùng được đúng 1 tháng không dùng nữa. Chữa khỏi bệnh rồi. Ờ đúng. Thực ra là chưa khỏi đâu. Tức là lúc đấy người ta làm cho mình cảm thấy là đấy là một giải pháp không thể thay thế được. Phải mua. Lúc mình điên lên rồi, thích lắm rồi. Người ta làm một câu là gì? Cái máy này của chị là nó vì tính năng nó rất cao cấp, ruột nó làm bằng vàng. Tức là cái ruột lọc bình lọc nước là nó tráng vàng. Nên là nó hơi đắt một chút, 30 triệu. Mà giá này là giá chốt chị em. Mình tin rằng là chốt chị em nó bán thịt mình khoảng 50% số đấy. Nhưng mà thôi không sao, đúng không ạ? Gãi chỗ ngứa rồi và xuống tiền. Mà tôi là một người, tôi khẳng định với các bạn là rất khó bán hàng cho tôi, bởi vì tôi biết quá nhiều thứ. Tôi còn dạy bọn nó chốt sale như thế mà. Nhưng mà chính mình cũng một lúc nào đấy không ngờ là cũng bị chốt sale. Đúng không? Còn nếu mà tôi nói các anh chị ngồi máy này lọc nước là một xin lỗi, ví dụ như là 1 phút là ra được bao nhiêu lít nước, nước sạch lắm, nước ngon lắm. Anh chị có nghĩ là mình bỏ 30 triệu ra để mua không? Cái máy đấy là để chữa bệnh thì nó có giá như thế, và nó có chữa được bệnh hay không thì đoạn đến tính sau, được chưa? Có hai cái vấn đề của anh chị nhé, tôi chốt lại hai vấn đề là: một là chưa nói được về lợi ích của sản phẩm thì đừng có báo giá, nó hỏi kệ đó, nó cứ xoắn nhất cơ lên, kiểu nó hỏi giá tức là mình có vẻ như là gì, sắp sửa chốt được đây. Từ sáng là chưa được đơn nào, đúng không? Bán hàng không khó lắm đâu ạ, thực sự bán hàng không khó lắm đâu. Đấy, rồi nhá.
ngại đăng bài, lười suy nghĩ, thiếu tính sáng tạo có rơi vào đội mình không?